Hai nha, chào mọi người nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel mình từ từ đường phố đây nha mọi người. Chúng em vui chơi thoải mái và thư giãn xem clip của mình, em đừng quên like và share theo thêm như đăng ký kênh, cũng đăng ký ngay bên góc trái màn hình đây này. Anh em đăng ký kênh và bật chuông thông báo lên để nhận tất cả video mới nhất tới từ mình. Xin cảm ơn bạn rất nhiều. Trước khi bắt đầu video hôm nay thì chúc em một buổi sáng vui vẻ nha, ăn cơm miệng và xem video một cách vui vẻ thoải mái nhất. Và đã đạt được 9.915 người đăng ký rồi anh em. Đó, còn có bao nhiêu nhỉ? 85 người đăng ký nữa thôi anh em. 85 người đăng ký nữa thôi là kênh chính thức đạt được 10.000 người đăng ký rồi. Và mình mong rằng anh em sẽ like, share, ủng hộ ngay trong ngày hôm nay lên được 10.000 nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ok, mong rằng để anh em ủng hộ. Còn 85 người đăng ký nữa thôi nha mọi người. Like, share mạnh tay là anh em. Mà chơi vần luôn. Cảm ơn mọi người. Ok, ngoài ra thì anh em nó qua ok chiến chưa chưa, nếu chưa ghé xuống link shop nha, link shop mình có làm ở phần mô tả, anh em qua link shop ủng hộ mình vài con ạc nha, cảm ơn mọi người rất nhiều. Và anh em là có nhu cầu mua bán thì liên hệ Facebook, link Facebook mình có để phần mô tả luôn, cảm ơn. Ok, và trước khi mà trở lại video sáng nay thì đầu tiên cho mình gửi lời xin lỗi đến tổng việc tối hôm qua mình không ra video, không livestream được. Cái vấn đề này thì từ đầu tiên mình xin lỗi anh em bởi vì nhà nhà phải nói sao ta. Tối hôm qua thì cái máy kia của mình nó bị đơ và hỏng anh em, hỏng và đơ nên là không quay được video. Và đến đêm hôm qua, chiều hôm qua thì mình lại phải đi quay một quay video vlog đó, quay trên livestream mình cũng nói hôm qua mình phải đi quay video vlog. Thế tối về thì chỉ lên live là lên quân xong lại phải chỉnh sửa trò chuyện hết qua đây. Hiện giờ mình đang quay video ở trên con Samsung S20 Ultra đây anh em. Đấy, video này là quay ở trên con Samsung S20 Ultra nhé, anh em cùng trải nghiệm xem là nó khác kia không. Ok, giờ thì chúng ta cùng trở lại video sáng nay nào, để xem có gì. Mình thì thấy khác rất là nhiều luôn. Đó, ngay cái cài đặt này thôi mình cài đặt mãi không xong anh em, cái hình ảnh như này đó, điều khiển cam này thật sự rất là khó luôn đó. Đấy, thấy không? Chả biết để ở nhà luôn đấy, nhìn này điêu không, để này to ra tí này thì nó lại chiếm quá nhiều diện tích luôn. Nói chung để này nó chiếm nhiều diện tích lắm, mình cảm thấy nó chiếm rất là nhiều diện tích nha mọi người. Rồi ok, ổn hơn đấy, để này đi. Ok, sáng nay thì con nào VIP 1 xe vào 72 nhá. Thì bạn Trạc nhờ mình nó là triệu hồi cháu cứ mất không để rồi anh em, VIP 1 chưa báo thời tiết được. Ok, mình để qua mình làm thời tiết anh em mọi người nhá. Ok, đầu tiên thế là giờ hôm qua là mình đã tiêu thành công nha mọi người nhá. Tối hôm qua thì cũng là nhiệm vụ đầy đủ đây, anh em đã ăn được nguyên bộ đá truyền rồi. Hai, để hôm nay đi kiểm tra xem cháu Acer đã tính cách nó đã chuẩn chưa nhá. Đó, những việc này là không chưa thể được, anh em phải kiểm tra ngay. Còn Acer của mình là tính cách nó chuẩn chưa rồi. Đây. Trừ đám cộng deep à. Từ từ anh em, hết kim cương rồi, hết sạch kim cương luôn. Giờ thì mình sẽ điểm quay vào thời tiết trước để xem hôm nay thời tiết có gì anh em, tiện thể đi quét bó đài luôn. Cho làm nhiệm vụ luôn, quét phim lưu ký. Những công việc không thể nào quên được nhau mọi người. Rồi tiếp theo, hôm nay trời đẹp, có gì đây anh em, có mưa lớn nhá. 18:49 đến 19:49 anh em tranh thủ thời gian bắt nhá, có mưa lớn thôi, sáng nay chỉ có mưa lớn thôi. Em vào hôm nay có gì ok, ưu đá level quên cái này là trong vô mới, vô máy mới anh em. Hôm nay vẫn có quà tiêu thể lực nhá, anh em tranh thủ thời gian anh đủ tiêu này. Đấy, không ít không nhiều, ăn bốc một cả hai cũng được. Mà hôm nay không biết đạt được đá truyền không, chắc khó lắm. Là tiền dinh có hot x10, ủa hôm nay x10 con này thì chẳng ai rút đâu. Tiêu phim này mới nhận được mega này, quả vip khủng nữa. Nói chung này muốn tiêu full thể lực cũng là một câu chuyện dài với ạc mình đây. Ok, ngoài ra thì vẫn còn đang có em vẫn quà hôm nay bán đá PR nha anh em nhá, tranh thủ thời gian mua này, PR đá Shafi nó này, Mewtwo nữa nha, đó bán đầy đủ luôn. Bán quay này vẫn là bán quay hộp pa nha mọi người, em vẫn đổi vẫn đang diễn ra luôn. Đấy, anh em tranh thủ thời gian nhanh tay nè mọi người ơi. Là tiền chọn quà AB qua phải là bắt buộc làm 50 kim cương mà này, quý tính giờ vẫn còn luôn. Ok, sơ lược thì event hôm nay đã xong nha mọi người. Giờ thì chúng ta sẽ đi tiến hóa PR cho bạn chủ hàng VIP 1 nha. Ok, bạn chủ hàng VIP 1 này thì nói chung là nhắn tin vào mình là nhờ mình cách đây phải 2-3 tuần trước rồi. Đó, cứ kêu là kiểu có đá PR là anh phải lên cho em ấy nha. Ok, thì hôm nay thì
Rất vui mừng luôn anh em, đã bây giờ đã bán bạn này thì ở server khá là mới 718 cho người nhá, để xem có tốt tùng nhiều. Bây giờ hàng tăng top 19 này mọi người này. Đấy, cũng tuyệt vời, đẹp trai, đeo quê cũng đẹp trai đấy nhá. Hình ảnh 32 thuộc cưới xem 27 này, PK 23 này, ok. Hôm nay lên PR thì đảm bảo nó leo top như siêu nhân luôn. Hôm nay tiện vào mình sẽ fix qua con ạc xem là ạc của em nó cần fix và nâng cấp như thế nào nhá. Đó, chả mấy khi có dịp như này. Còn không biết anh em trải nghiệm xem video thì mình đấy như nào, chứ thật sự mình trải nghiệm trên con này thì thật sự nhìn nó rất là mượt luôn anh em, nhìn đá mắt lắm. Đấy, tay hên lại ra 50 kim cương cho em nó nữa này. Ôi trời, tuyệt vời. Bây giờ không dài dòng anh em, chúng ta sẽ đi mua đá PR thôi. Đó, mua đá PR thôi nào. Đấy, quá tuyệt vời luôn. Tiểu phí hết 7k2 nha mọi người nha. Đấy, ăn được ngay quà tiểu phí nữa này. Đấy, thêm đá mega, thêm đèn bí đỏ. Xem tiêu full thể lực được không? Tiêu full được, tiêu full thể lực luôn. Mà không full được thể lực thì cũng cứ tiêu. Này, quả tiêu thể lực anh em. Tiêu ít, tiêu nhiều, được tiêu được bao nhiêu thì cứ tiêu để xem nào. Phục hồi tài nguyên, tôi quên ấn nốt anh em. Phục hồi tài nguyên bạn chọn này ở dưới này. Nó có 100 điểm thể lực ra. Trời ơi, thế này thì không được bao nhiêu đâu. Nhưng mà thôi kệ, tí có thì cứ tiêu, tội gì, trong có bánh mì không? Phải siêng đi ấy thì mình có bánh mì cơ. Quên là mình vừa vào túi không có anh em. Ok, đây team đội rất là ok luôn anh em. Đấy, nguyên tem nha mọi người nha. Đây, nguyên tem, tuyệt vời không mặt trời không? Anh em thấy team này quá tuyệt vời không mặt trời luôn. Mình anh nói rất là với em là em chỉ cần deal cái team này lên cực khỏe luôn cho anh. Không cần nuôi thêm bất kỳ một con nào nữa. Có cha rắc thì em nuôi, thì nuôi không nuôi thôi. Nói chung em không thể nuôi hai team làm gì đâu. Em deal một mạnh cái team này lên sắp tới á. Thì không con vịt bầu này không nên nuôi mạnh này, em nuôi con trai đắc hay lên vịt bầu thì cũng được, để về sau truyền qua cho Acer nữa là được ba con, hoặc là thần điện tạm thời luôn thần điện lên. Quá tuyệt vời luôn cái team mình, nói như thật, nhìn vào nhìn thấy vịt bầu ở trong cái team này mình thấy quá tuyệt vời rồi. Bạn biết à, quý không này coi chung là tuyệt vời rồi anh em. Ồ, thứ nhất trừ đam của Chris luôn nè. Ok, hôm nay thì chính thức sẽ tiến hóa PR lên Italia anh em. Ok, lên rồi, quá tuyệt vời anh em. Còn thì tuyệt vời hơn. Oh, tuyệt vời mặt trời anh em. Lên bao nhiêu được chiến? 4k7 điểm được chiến anh em. Lên 400k điểm được chiến rồi. Thật mật đã full. Ui ngon nhầy, thật mật full thì đổi bét trong ấy là ngon rồi. Ồ, bọn chuộc hơi nhưng học này cũng được rồi anh em. Pro thứ cũng ok đấy chứ. Skill marker, trong phục mặc coi nào. Mặc thì cũng đang mang đồ 6 cũng 7 rồi, chứ cũng không phải ít anh em. Phụ kiện cũng có sơ sơ sương sương vài phát. Huấn luyện tầm này thì giữ làm cái gì, huấn luyện cho con này lên luôn đi chứ. Xiếng bắt bét trong mấy cung vào là nó lên ngay mà. Ok, đang sự kiện từ có bét để đi vượt ải đây anh em. Vượt ải cho bọn chú ạ. Nói chung lên phát nhìn đẹp tràn ra ngay anh em. Xem sáng này chắc chưa vào ạc luôn. Sáng nay mình thấy như chưa vào ạc, đi gom thể lực qua sơ qua cho nào. Xem đi tiêu xương xương qua xem là vượt nhanh nhẹn được đến đâu. Ok, xem ả yết vượt đến đâu rồi. Ôi chứ, cũng qua tầng 2 rồi anh em. Ô cũng, à đâu, tận đây. Ok, tận đây mà. Vào phát xem sao anh em. Để lên PR phát. Giờ đi vượt ải xem nó có khác đâu. Chế độ 3 lên luôn. Đấy, vượt cho nhanh. Đấy, một con bút, đấy, hai quả ân này. Quá tuyệt vời luôn, nói chung cái team này mình nói thật là quá tuyệt vời luôn anh em. Đấy, dập từng con một. Cứ dập phát một thôi. Thôi. Dập phát một thật, nhưng mình thấy cũng không ổn cho lắm anh em. Đó, không ổn cho lắm nha. Không ổn cho lắm đâu. Ui, hiện giờ vẫn chưa qua được đâu. PR phải khỏe lên nữa. Chiếm con nào đánh nan theo nữa ấy. Có lúc bốc giúp do cái buffet đó thì ngon, nó mang cái xây xích theo nó ném cho thì có khi đi ngon. Ok, sáng nay để từ từ giờ mình sẽ điểm qua một lượt, sau đó mình sẽ đi điểm qua xem là bạn choàng nâng cấp như thế nào, ổn không. Rồi, ok, vứt xương xương nhẹ nhẹ tí thể lực để cho này lên gộp luôn anh em. À mà cũng trả đủ kim xem nào, vàng không, từ kiểm tra xem đủ vàng không đã. Đủ quét này rồi, quét cái này ngon hơn. Tội gì. Hắn còn một điểm, hai lần mua thể lực nữa để cho bạn chẳng tự mua. Cái ấy là mình cũng không mua để mua bạn chẳng muốn cày gì cày một công. Thiếu vàng à, sáng chắc chưa làm nhiệm vụ mua vàng, mua phát. Ôi ngon anh em, mua phát x10 luôn.
mà vẫn không đủ vàng. $40k thôi, 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 mua cái này tốn vàng bạn chàng lắm. À, túi này đâu rồi, nó đâu rồi? Bạn choàng này cũng siêng bán á, nhìn này thấy siêng bán rồi anh em. Là quái này tiền giữ lại một tí rồi là ổn rồi. Thôi cũng chả đủ vàng đâu anh em, có thể để bạn choàng hay sao. Giờ mình sẽ điểm qua cho nào. Hình ảnh thôi bỏ qua, sao ước PR, úi dồi, nâng siêng anh em, sao ước nâng siêng đấy, mình không biết nâng nhà nhưng mình thấy nâng siêng rồi. Nhìn mà tầm này tẩy vẫn chưa lên full cam hết vậy. Có này, xong ghép lên anh em. Không có, ghép tạm lên là được 50 viên này, ghép lên mà ấy lên HP lên chiến ầm ầm này. Vòng tay Z. Wow, hôm nay vẫn chưa nâng được cái này à? Hôm qua có ăn full được cái không? Even tiêu quà đâu quên. Tiêu thể lực đâu? Đây rồi anh em, tiêu thể lực đây. Mốc 1k2 thì em không tiêu được luôn à? Khó nhỉ, 1k2 không tiêu được, hơi khó đấy. Nhiên lên nạp một tí nó lên VIP 3, thằng chế cày nó ổn hơn. Thứ nhất em mua được thể lực 3 lần và thứ hai em mua được thêm 300 điểm thể lực nữa ở trong shop, khi mà có những lần tiêu này sẽ ngon hơn. Anh khuyên thật lòng luôn, VIP 3 có không đáng bao nhiêu đâu. Cố gắng lên em nạp thêm một tí vào nữa. Wow, bảng thiên phú cộng rất là nhanh. Ok, cộng theo hướng này cũng được. Đây, cộng theo hướng này cũng khá là ok. Đó, chưa gì đi đến HP speed là thứ nào rồi. Hướng như thế là ok đó. Rồi xem nào. Thám hiểm Never 200. Ồ, nó còn hơi Never, nói chung xem cày lên chú ạ. Vò đài cũng tuyệt vời, mặt trời ha. Cái này 39 này cố gắng một tí nâng lên luôn cho 40 đi, khảm thêm một nói nữa vào vừa lên được chiến lại vừa ngon luôn. Ok, nói chung con nàng này cày nói chung là cũng chuẩn chỉ đấy, chứ không có gì để sai lệch hay là gì nữa anh em. Mỗi tội vấn đề là bao nhiêu bạn chọc có nuôi, xem có nuôi 3 team không, có nuôi 2 team được không. Đừng có nuôi 2 team nha em nhá, chỉ nuôi mình chỉ nuôi điểm thân mật thôi. Đây như con trai rác đừng có cộng nhiều như này làm gì, cộng 17 luôn, gồm cô 17 luôn. Để mấy gộp cho ban chính thôi, em đừng gộp cho ra rác này thì nỡ rồi thôi, để sao chuyển cho Acer cũng được, không sao nhưng thôi. Đừng có cộng nữa, để thế thôi là ok rồi. Ok, nói chung thì video giải trí nhẩm nhí sáng nay thì của mình thì chắc cũng kết thúc thôi. Hẹn gặp mọi người video theo và mong rằng sẽ được anh em like, share, ủng hộ. Còn 85 người nữa thôi là kinh chính thức đạt được 10.000 người đăng ký rồi. Mong được anh em ủng hộ nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye, hẹn gặp các bạn ở video theo. Anh em buổi sáng vui vẻ nha. Xem video của mình vui vẻ nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye, hẹn gặp mọi người ở video theo nha.